bắt đầu thực hiện quá trình tạo chốt âm, kết cấu mộng, ghép kết cấu âm, làm melo, một trong những kết cấu điển hình của châu Âu. Đã hoàn thiện xong, chuyển sang máy khoan nhang tự động CNC laser S8 SVC3 tạo dạng âm ở trên cạnh ván 18 ly. Kiểm tra xem nào. Cài mộng vào đi. Rồi, cho phẳng phẳng vào. Lấy cái gói mới ấy. Đấy, thấy chưa? Đưa cho nó gói mới. Rồi, khui hàng luôn. Lắp luôn đi. Lắp phẳng nhá. Kiểm tra lại phẳng view vào. Ừ, ok. Tiếp tục cài chốt ở trên mặt trên. Đây là cá sập. Rồi, bắt đầu lắp. Ấn cho nó phẳng vào. Rồi, đập mạnh tay vào. Cứ đập mạnh vào. Ok. Rồi, lật ra thế nào. Rất ok, nhanh gọn. Finish. Thank you, 这个这么厉害是吧？那小谢跟他们就没有带 Q 了。